tay đua Bob Jungle đã giành chiến thắng tại vòng đua đầu tiên của Tour of Oman dưới màu áo của đội Etihad Whistler. Jungle bắt đầu pha gia tốc của anh sau màn đổ dốc ngọn đèo thứ hai Anzisas. Cú bứt phá ngoạn mục đã giúp cho anh tách đoàn và vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Phỏng vấn sau chiến thắng của mình, Jungle cho biết anh đã lập kế hoạch và phân tích đoạn đường đua rất kỹ để có thể xác định rõ được chiến thuật thi đấu của mình. Chặng hai của giải sẽ có đích đến là thị trấn ven biển Kiriyat, miền đông Oman. Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Kenya vừa cho biết vào hôm thứ Ba, Giám đốc điều hành của Liên đoàn Điền kinh Kenya Isaac Wangi vừa được yêu cầu đứng ngoài trong cuộc điều tra về nghi vấn nhận hối lộ để làm giảm mức xử phạt đối với hai vận động viên Kenya. Tuần trước, ông Wangi bị cáo buộc đã yêu cầu hai vận động viên điền kinh Joy Sakari và Francisca Koki Manga nộp cho mình mỗi người 24.000 đô la Mỹ để được giảm 4 năm cấm thi đấu trong mức án của mình. Cả hai vận động viên trên bị bắt vì sử dụng doping tại giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 8 năm ngoái tại Bắc Kinh. Trả lời trước báo chí, vị chủ tịch tuyên bố sẽ làm mọi biện pháp để làm trong sạch môn điền kinh của nước này trước kỳ Olympic tại Rio. Bắc Triều Tiên đã tổ chức một buổi lễ hội trượt băng nghệ thuật quốc tế vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 2 vừa qua để kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 74 của vị cố chủ tịch Kim Jong-un. Đoạn video được cung cấp bởi hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên cho thấy lễ khai mạc của buổi lễ và các bài biểu diễn của các vận động viên trượt băng từ nhiều nước như Nga, Latvia, Belarus và Canada. Ngày sinh của cố chủ tịch Kim Jong-un được Triều Tiên chọn làm ngày của một vì sao sáng. Đây cũng là một lễ kỷ niệm quốc gia của người dân nơi đây. Bất chấp dịch bệnh Zika vẫn đang bùng phát và hoành hành tại Brazil, niềm đam mê và tinh thần thể thao của các vận động viên chuẩn bị cho kỳ Olympic Rio năm nay vẫn không hề lung lay. Neo Jesse, một nữ vận động viên ở Singapore, người từ một vận động viên bán chuyên nghiệp chuyển sang thành thành viên của đội tuyển quốc gia tham dự Olympic cho biết, cô vẫn muốn trở thành một phần của sự kiện thể thao lớn nhất toàn cầu năm nay, cho dù virus Zika có lây lan nguy hiểm hơn nữa. Dù vậy, việc thiết lập vành đai an toàn và nghiên cứu phòng chống cũng như tận diệt loại virus này đang được các cơ quan chức năng của Brazil ráo riết thực hiện.